phải làm gì không đâu, làm à, được một khay nữa, quá đẹp luôn, rất là đẹp mắt luôn. Rồi được 7 viên. Chị các bạn thân mến, bây giờ chắc khoảng buổi chiều rồi. Hiện tại mình đang có mặt ở quận Phú Nhuận mọi người ơi. À, trong cái món ăn buổi chiều ngày hôm nay mình chia sẻ với mọi người là món bò nướng lá lốt mỡ chài nha. À, trên bảng này có hai món nhưng mà thực tế quán hôm nay ngày cuối tuần á, quán tới 5 món lận. Cái quán thì nó nằm gần với đường ray xe lửa. Mình quay hồi trưa giờ á, thì xe lửa chạy ngang đùng 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 luôn. Đó. Xe giờ hôm nay mưa từ trưa tới giờ luôn. Buổi mưa mà trời lạnh lạnh thì mình ăn món nướng lên rất hấp dẫn luôn. Chị quán đó mọi người 129/12B Hoàng Văn Thụ Phú Nhuận nha. À, quán thì bán theo kiểu gia đình. Quán này thì cũng tồn tại khoảng mười mấy năm rồi. Nhưng mà thực tế về thâm niên rất là lâu nha, trước năm 75 luôn á. Thì mình quay ở đây hồi trưa giờ có mặt rất là sớm, nhưng quay một vài khâu chế biến cho anh chị các bạn cùng xem. Người cùng xem nha. Hiện tại thì quán người ta đang nướng để bán buổi chiều nè. Đó. Đó, bây giờ cho khoảng 4 giờ tao người ở không gian quán nè. Không gian quán gia đình nha. Chắc giờ mình mời mọi người xem một vài hình ảnh á, mình có mặt một trưa dần quay cho mọi người xem nha. Quán người ta chuẩn bị như thế nè, rất là kỹ lưỡng luôn. Đúng là chỗ này thơm. Bên trong cô Phượng đang gói lá, đang gói mỡ chài luôn rồi. Ở đây mình thấy có một rổ lá lốt. Dạ. Cái khay này là cô mới vừa gói xong hả cô Phượng? Cũng còn có nửa cơm. Còn có nửa. Dạ. Rồi. Bữa nay cuối tuần cho mình gói nhiều ha. Mình nhìn cô gói rất là đẹp, bóng bẫy luôn mà nó kiểu nó tròn và nó bự á cô Phượng. À. Bữa nay mình gói khoảng bao nhiêu xô vậy cô? Khoảng mấy xô? Ba khay vậy. Ba khay. Ba khay vậy. Dạ. Mưa. Mỡ chài ha, cái này là mỡ chài cô ha. Con thấy cái mỡ chài của mình gói nó to, nó tròn, nó bự hết cô ha. Bự lắm bự. Dạ. Quen tay gói bự rồi gói nhỏ cả ha. Một phần là mình được bao nhiêu viên vậy cô? 10 viên con. Một phần 10 viên luôn? Ừ. Dạ, khoảng bao nhiêu tiền cô? 80.000. 80. Trời ơi, ăn chất lượng ha. Ừ. 10 viên. Thịt bò cô nhìn đỏ tươi đẹp quá ha. Ừ. Ở đây là cô khoảng mấy giờ là mình có bán cô Phượng? 3 giờ rưỡi con. 3 giờ rưỡi là có bán. Ừ. Mình gói trước. Gói trước để tủ lạnh. Dạ. Lạnh ra mình... Trời ơi. Miếng mỡ chài. Cái này mình phải làm cái tay để nó rách. À nó bị rách rồi cô, còn thấy nó cũng dai. Nó bị rách rồi là mình cũng không được. Dạ. Không được. Ủa, lần đầu con đi quay cái món này. Thấy nó lạ ghê. Ồ nó bự vậy luôn hả cô Phượng? Ừ nha. À. Như một cái lưới á cô ha. Ừ, giống một cái lưới. Mà con thấy cuốn cái này cũng lâu rồi cô ha. Lâu. Ba khay, cái khay này nãy cô cuốn một tiếng không cô? Không. Lâu cái mà cũng không phải. Dạ. Một tiếng. Mình quen tay ha. Quen tay mỗi lưới. Bò lá lốt mỡ chài. À. Ngoài bò lá lốt mỡ chài là mình còn gì nữa không cô? Dính giấm, nướng dĩ. Thứ bảy chủ nhật thì có món chả đùm. À, vậy là 5 món cơ ha. 5 món. Còn món cháo ví dụ mà ai đặt thì cô nấu. Đặt mới nấu hả cô? À, tại vì nấu là nó cực lắm. Dạ. Món cháo bò. Cháo bò. Dạ, tất cả ở đây đều bò hết. Bò. Wow, rất là đẹp luôn. Cái ngày xưa làm từ hồi đời ba má của cô
ba má cô là làm rồi ha. Ba má cô làm cho bò mấy món anh Hồng. Anh Hồng hả cô ha? Bò mấy món anh Hồng. Rồi xong rồi giờ coi như là giờ ba má cô mới chỉ nghề lại cho cô làm, rồi là buôn bán. Cái nguồn gốc là lệnh này của lò là bò anh Hồng. Tính ra vậy cũng lâu rồi hả cô? Lâu rồi con, hồi hồi năm 50 mấy lần á. 1950 mấy lần. 95 mấy luôn. Tại vì hồi bà chị cô là sanh 1955 mà trong khi đó ba má cô làm trước khi năm đó. Xong rồi tới cho cô. Cho cô giờ. Thì không có làm nhưng mà sau này ba má chỉ cho làm vậy đó. Bà với bà chị bà làm trong đó đó. Rồi bà chỉ cho làm. Thì cũng lâu lắm hả cô ha? Lâu lắm rồi. Hồi xưa là mình bán bò mấy món cô? 7 món. 7 món. Hồi xưa nó là coi như là mình vô đó là lá lớp mở chài, sữa tê, rồi nhúng giấm, chả đùm, bít tết, cháo, 7 món. 7 món. Cháo bò. Đầy đủ luôn ha. 7 món đủ hả con? Dạ. Rồi cảm ơn cô Phượng nha. Được một khay nữa. Quá đẹp luôn, rất là đẹp mắt luôn. Dạ, rồi. Bây giờ mình cho tủ lạnh. Cái khay mở chai mới xong rồi cô đem cái khay lá lốp nãy là cô gói ra nè. Còn những cô gói rất là đẹp mắt luôn nha. Đều tăm tắp. Giống như lập trình sẵn. Ôi, rất là đẹp luôn. Một phần cũng 10 luôn con. 10 viên vậy ha. 10 cuốn cũng 80.000. Một phần là mình gói một lá. Cái lá bự. Còn lá nhỏ thì mình nhập chập rồi đôi hai lá hoặc ba lá vô. Cái lá này nó bự không con? Một phần 10 viên là mình mua mình ăn nửa phần được không cô ha? Được. La lốp với mỡ chài là mình ăn được nửa phần. Thì hai thứ vô một phần. Hai cái một phần. Mỗi thứ là 5 viên. Nhiều khi người ta đi ít người á, người ta muốn ăn hết món của cô, người ta ăn không nổi. Rất là đẹp luôn. Sau mình làm chả đầm mà cô Hồng Hạnh. Hình như là cuối tuần mình mới có cái chả đầm này đúng không? Thứ bảy chủ nhật. Dạ. Thơm lắm. Có viên xanh xanh là cái gì vậy cô? Đậu tí bo. Đậu tí bo hả cô? Ba kia đậu hòa lan đó con. To tròn xanh. Xong rồi mình trộn nó lên. Có 5 mèo, 4 gạo. Con này mọi người đi cuối tuần mới có nha. Thứ bảy và chủ nhật. Nước mắm lên thì là đậm đà.
Con thấy mình chuẩn bị cái cân như là mình một xíu mình sẽ cân lên hả cô? À, cân là mỗi viên trả là cô cái cân theo số lượng của nó. Dạ. Mà cái số lượng mình nha. Cái điều. Cái mùi nước mắm này lên thơm với luôn. Mình chọn điều lên cái mình phân ra. Từ viên. Cô sẽ phân là từ viên. Một viên này cũng 80.000 rồi hả cô? 80.000. Dạ, 80. À, mình bỏ lên sừng mình hấp ha. Sừng hấp này mọi người có cái lỗ. Đó. Thường thì mình hấp khoảng bao lâu thì nó chín một đợt? 45 phút. Cô hấp một đợt là 7 viên. Dạ, 7 viên. Cô có sửng cô có mấy tầng cô? Có 1 tầng. Có 1 tầng thôi. Dạ. Dạ mình hết tầng này cái mình làm cái sửng khác. À, tầng khác. Sao 7, được 7 viên này được. À, mình lấy mỡ chai mình cuốn nó xung quanh, bao lại. Trồng bùm luôn. Đẹp như luôn á. Rồi, được 7 viên. Cô cuốn rất là đẹp luôn. Tròn bình luôn. Rồi, vậy là mình đợi 45 phút sẽ chín đó cô ha. À, 45. Dạ. Bên kia cô Phượng đang cuốn chả đùm được rồi. Còn bên đây thì anh Duy đang chuẩn bị để... Cái này là mình nướng luôn anh gì? Xong mình nướng luôn. Mình xiên và mình nướng luôn. Ôi cái cây. Này mình xin rất là kỹ luôn, sáng bóng luôn. 2, 4, 5 viên. À, một xiên mình làm có 5 viên thôi anh gì? Khi mình nướng mình còn xây chở không gian để xây chở. Lúc mà nướng thì sẽ tắt ra. Dạ. Nó ở những chín ở trong. Này cũng rất là kỹ không này. Xiên đôi. Này cô gói sẵn hết luôn ha. Cái đợt kia chín cái mình đưa cái đợt này vào. Đó, chả đùm cái sừng kia chính này sẽ cô cho những cái chả đùm này vào. Wow, đã luôn, mâm bự. Xong rồi đó.
để chuẩn bị nhúng than rồi, còn những cái lò nhỏ nhỏ này là để bò nhúng nè. Cuốn đó xiên được một khay. Than rực luôn, rất là đẹp luôn, cháy hết rồi. Mình tách từ viên ra nha. Dạ. Than chỗ này người ta làm rất là đẹp luôn. Ngày mình nướng là chiều, mình bán cái mình nướng lại lần nữa đúng không? Đúng rồi. À, nó nóng rồi. Này là cho săn thịt rồi. Dạ. Cái bảo quản nó thật lâu. Đẹp ghê. Mùi bốc khói lên rất là thơm. Nhìn nó bóng bẩy dễ thương quá. Trồng giò, cú nụ. Trời mưa lên lạnh nắng cái này vô hấp dẫn lắm à. Đồ nướng này rất là thơm luôn. Mình tách nó ra vậy nó sẽ chín đều hết từng viên á, nó không bị chạm. Nhất là mối chính giữa của nó. À, cái mối mà nó chạm với nhau á, nó sẽ chín đều. Mình xây liên tục anh ha. Khoảng là 12 đến 15 giây. Cái sâu ở phía trong là nó đỏ lắm. Nó càng ngày thì nó sẽ càng teo lại. À, nó bị rút lại. Thường thường là bò nó sẽ teo lại. Đó là mình động tác làm gì vậy? Nó làm dọn miếng thịt lại. À, chăm chút chứ từng miếng thịt ha. Khi mà đủ xăng rồi đúng rồi, thì thu nó lại. Từ khâu gói đến khâu nướng mình cũng làm rất là kỹ. Cái sâu đã chín trước rồi, rất là đẹp mọi người. Lá lốt màu dài à, 4, 6, 8, 10 viên. Lá lốt một sâu được 10 viên. Còn mỡ chai một sâu được 5 viên à, rất là đẹp rồi. Ủa, cái lá lốt này nó có khoảng bao lâu thì nó chín anh? Nó cũng tầm đó. Cỡ giống vậy ha. Cái này được 10 viên luôn ha. Kêu xèo luôn.
Phía bên trong thì nó màu nó chuyển hơn hả? Rất là đẹp luôn. Mình cứ xây liên tục liên tục. Cái bờ lá lốt này phía trong này là sắp được rồi nha. Em thấy là nó cái lá nó không bị cháy quá, nó vừa được có độ vàng. Cứ xeo xeo luôn. Cho khách luôn ha. Trời ơi, cái lá lết hơi nghe. Lớp đầu phòng phía trên đúng không? Công nhận nước cái này lâu ha. Hơi nước trước vậy chứ nhiều khi khách lại là nó không kịp luôn rồi. Bây giờ mới có đợt đầu mà bán hay sao? Cái viền ra rất là đẹp, không bị quá cháy, nó thật tuyệt vời luôn. Nướng được một đợt đầu tiên rồi đó, phải bán cho khách. Bây giờ là nướng tiếp rồi, được nướng tới nhiều tới chiều luôn. Bây giờ là khoảng hơn 3 giờ rồi, hơn 3 giờ chiều. Trời ơi, đứng ngay cái tủ này thôi mình phúc luôn. Quá đẹp luôn mọi người ạ. Đó, bắt đầu nướng để tiếp theo ha. Ồ, nãy giờ là được cái một chả đùm rồi ha. Wow, bóng lửa nó rất là đẹp luôn. 45 phút. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, quay trưa giờ đã bụng rồi, mà giờ mình với em của mình sẽ ăn trước nha. Tại vì ngày bữa nay cuối tuần nó quán rất là đông nên mình sẽ ăn trước đi. Đó, rau nè. Rồi rau thôi là thấy đủ hấp dẫn rồi. Xoài nghe âm thanh rất là đã luôn. Cái này hai anh em ăn 5 món. Rút cái cây mà bọc khói. Dạ. Ôi, quá hấp dẫn luôn. Đó. À, 5 món luôn rồi, bây giờ mới có 2 món thôi.
hai vị khách nữa nè. Cái bếp này để mình làm bò nhúng giấm đúng không ạ? Dạ. Ồ, bếp nhỏ nhỏ dễ thương vậy. Đó. Nhúng giấm, trời ơi, mình kiểu bò này vậy. À, cái bếp bên kia cũng sắp xong. Rồi, bữa cuối tuần hôm nay thì hai anh em ăn đại tiệc luôn mọi người ơi, bò 5 món. Đó, quán này làm theo kiểu truyền thống, anh chị các bạn nào thích theo kiểu truyền thống á thì đây là được một điểm đến rất là lý tưởng nha. Đây, chả đùm 45 phút nó ra một mẻ. Một mẻ 7 viên như thế này. Và cuối tuần thì mới có chả đùm mình sẽ ăn với bánh ngon tơ. Cứ đều là một phần 80 ngàn. Bò nướng dĩ. Ở đây là người ta nướng sẵn cho mình. Thơm phức luôn. Mà bò nhúng giấm làm giá 80 hết mọi người đây. Đó, bò nhúng giấm có một cái lò bếp rất là dễ thương luôn, cô te luôn. Trứng này là cô Phượng là hướng dẫn mình sẽ đặt vô đây luôn mọi người. Đây bò là lốt bởi chài hai phần hai dĩa. Đó, trời ơi, cái mà công nhận cái mỡ chài nó tròn bum, nhìn dễ thương cô te dễ sợ luôn. Bò lá lốt mỡ chài. Đây bún nữa nè, mình thích cái dĩa này nè. Ở đây người ta làm dưa, mọi người, dưa là phải bào vỏ ra luôn, sắc mỏng, có giá, có củ, đặc biệt là có khế nè, rồi chuối chát nè. Đó, đã không, ăn bò và có chuối, mọi người, ăn trái chát, rồi một rổ rau, quá hấp dẫn. Ở đây là mình sẽ ăn theo kiểu mà cuốn á, bỏ vô cuốn. Đây đây đi, mình để bên này đi, không nó bị trắng. Mình ăn 5 món, mình sẽ ăn món nào trước đây ta? Đây, cô Phương chỉ mình á là sẽ cho xả vậy. Ôi mắm niêm thơm. Giờ mới 4 giờ mà mình thấy cũng có khách. Mùa khách mùa nãy giờ cũng nhiều lắm mọi người, mua đem về. Đó. Đây là mình ăn trước nha. Để xíu mình sẽ quay không gian khách nữa cho mọi người xem. Hai ăn ca thịt ớt vào, trộn trộn lên. Wow, trời ơi, mắm niêm nè. Thơm. Nó bụng quá. Mình ăn cái này trước đi, tại vì mình sợ nó nguội á. Bò lá lốt mỡ chai, bò lá lốt. Ồ, cái lá lốt này. Ở đây quán người ta không có nướng, nó bị đen mọi người ơi. Nó lên cái màu xanh xanh và vàng rất là đẹp luôn. Nó thịt thì nó chín tái. Bộ lớp đậu phộng. Nó không phải đãi vậy. Lá lốt nướng nó có một cái lớp tạo lớp bên ngoài giống như nhìn giòn, nó rất là đã luôn. Thịt thì thơm mà kiểu nó mỏng nướng á, nó không bị khô. Nó công nhận là cái chấm với mắm niêm á, nó tăng cái hương vị lên. Đùm nữa cái dầu mỡ chài, mỡ chài mọi người, nó tròn bùm như vậy. Còn trước khi nướng là nó còn bự nữa mọi người. Thơm ghê luôn á. Cho mẹ cô nêm nếm rất là vừa vậy luôn. Nướng thì rất là thơm. Trời ngoài ở đang mưa râm râm á, ăn rất là đã. Rồi quay mắm niêm số 1 luôn. Mắm niêm này
rất là vừa vừa sao với mình. Đây, giờ mình sẽ cuốn nha. Đó. Rau ở đây nhiều loại rau và rất là tươi. À, thịt cuốn thì hôm nay là có bánh tráng trộn cho mình cuốn luôn. Đó. Thế khi chua mình lấy hai miếng. Rồi chua chát. Bự ơi luôn, cái này mà biết cuốn mỡ chài sao luôn mọi người. Lại lớp. Đó, mình sẽ mấy món kia chắc mình cũng cuốn giống vậy á. Ok, hai viên là hợp lý luôn. Công nhận cái chua chua chát chát đã ghê. Công nhận người cuốn mới ra mình ăn cảm giác nó sẽ đầy đủ hơn. Bò nướng gì đó mọi người, một miếng một mảng bò. Thơm quá, thơm mùi sải luôn. Ui. Thịt bò mềm mại lắm, không bị khô. Cuốn cái này mình, cuốn cái bò những gì á, xuất sắc luôn. Quá trời rào luôn. Giờ mình sẽ ăn chua chát với khế thôi. Hai món mình thích nhất luôn khi ăn chua chát và khế. Hai loại rồi. Cho nó nhỏ cái cuốn lại. Đó, cái này chắc dễ cuốn rồi. Một lớp mỡ chài, cái này là đang đem vào nắm mèo mọi người. Ồ, sáng suốt, trời ơi. Đã chưa? Thơm, rất là thơm luôn nha. Bò cực kỳ thơm luôn. Xuất sắc. Đó. Cái đầm này mình sẽ ăn với bánh con tôm. Trời. Đó. Bự ghê luôn. Thịt mềm, gia vị thấm.
kiểu rất là vừa vị á. Để mình cái này mình trang một xíu cái này lên đó. Cơ vừa nó cái này mình cuốn luôn cũng được. Đó, nhúng vậy nè cho nó tái lên rồi săn tắn lên quá đã luôn. Mình ăn một miếng không đi rồi mình sẽ mẹ chấm mấy mắm nêm. Chua chua ngọt ngọt của giấm. Miếng bò tái mềm mại quá đã. Nhưng mà cái lẩu mini đó. Vừa nhúng xong cái mình chấm mình thưởng thức luôn. Rất là lạ. Chấm miếng mắm nêm nha. Mọi người thấy cái miếng thịt đã không? Từ rối. Ăn qua một chặp rất là đã luôn. Cái này hai anh em ăn chắc đó cũng hết đó mọi người. Mình nghĩ là hết á, rất là ngon. Hai anh em vừa ăn hết 5 món, còn giữ 4 người. Cái này gọi là ăn quá no rồi, ăn mà căng da bụng như vậy, da mắt anh trùng lại. Mình tính đợi xíu 6 giờ ở quán giờ cao điểm mình quay không gian nữa cho mọi người xem, nhưng mà giờ trùng da mắt lại. Nhưng mà mình thấy thì trong video vậy cũng tạm ổn rồi đó. Người về không gian như thế này là quán thuộc về quán gia đình đó. Anh chị các bạn nào yêu thích về cái hương vị mà truyền thống hồi xưa mình ghé ở đây mình trải nghiệm nha. Mình cảm nhận cái nước bấm niêm rất là đậm đà đó. Cái khẩu vị của mình cho 10 điểm luôn. Rồi, mọi thông tin cần thiết á, thì mình sẽ để cái phần bình luận đầu phần 18 video đó, quá xuất sắc luôn. Còn bây giờ thì với mấy bạn các bạn hẹn anh chị các bạn vào những video tiếp theo. Còn nếu mình quá trời rổ rau đi, đồ chua ở đây cũng xuất sắc luôn, không có gì để chê. Có một nhược điểm á, là quán này theo kiểu gia đình nên khi mình ngồi ăn ở đây mình có cảm giác hơi cay mặt xíu. Nó là một nhược điểm duy nhất thôi. Các bạn đang thử đó mọi người. Rồi, bye bye.